Chỉ 5 ngày sau khi nội chiến kết thúc, Tổng thống Abraham Lincoln là nạn nhân cuối cùng trong số 600.000 nạn nhân của cuộc xung đột đẫm máu trên đất Mỹ. Đất nước bị chia cắt và thế giới coi nền dân chủ Mỹ như là một thử nghiệm thất bại. Nhưng hầu hết mọi người không nhận ra một thời kỳ mới đang hé dạng. Nước Mỹ đang bước vào kỷ nguyên phát triển và khoảng trống để lại của một chính khách vĩ đại nhất mà chúng ta từng biết sẽ được khỏa lấp bằng một thế hệ mới. Những người như Rockefeller, Ford, Carnegie là thế hệ thứ nhất của các nhà đại tư bản thành đạt nhất trong giới kinh doanh. Họ là những người hình thành, định nghĩa cho tiêu chuẩn Mỹ, giấc mơ Mỹ mà cả thế giới sẽ nhắc đến sau này. Bằng cách nào mà những người đàn ông này tạo nên một nước Mỹ vĩ đại? Câu chuyện bí mật đằng sau khối tài sản hàng nghìn tỷ đô la của họ là gì? Hay nói một cách dễ hiểu hơn là làm thế nào mà họ kiến tạo nên một nước Mỹ vĩ đại như chúng ta biết ngày nay? Tất cả sẽ được giải mã trong series Đại Tư Bản và Quyền Lực của Đồng Tiền trên Vũ Trụ Nguyên Thủy. Các thông tin và số liệu trong video được tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có loạt TV series Những Người Kiến Tạo Nước Mỹ của History. Nếu các bạn muốn theo dõi một cách đầy đủ hơn, có thể tìm kiếm đến nguồn tham khảo này để biết rõ hơn. Còn bây giờ, hãy cùng nhau bắt đầu video ngày hôm nay. Tập 1: Đường sắt và dầu lửa, bình minh của thời đại mới. Tôi cá là hầu hết các bạn đều không biết được rằng, trong thời gian đầu của quốc gia non trẻ này, người có khả năng lãnh đạo nước Mỹ nhất không phải là một chính trị gia, mà là một nhà tư bản vĩ đại. Ông là một người làm giàu từ hai bàn tay trắng bằng nghị lực của mình để biến những cầu tàu nghèo đói của cả New York thành một đế chế. Người đó chính là người đàn ông mà chúng ta đang thấy. Năm 16 tuổi, Cornelius Vanderbilt mua một cái thuyền nhỏ từ 100 đô la đi vay, chính thức bước vào con đường cạnh tranh khốc liệt của thế giới tư bản. Ngày ấy, tưởng chừng đó là một cuộc cạnh tranh thuần túy. Trí óc của tôi đấu với trí óc của anh, những cố gắng của tôi chống lại cố gắng của anh. Anh phải tranh đấu không ngừng cho đến khi một trong hai phải bỏ cuộc. Và đó là cách họ nhìn về việc kinh doanh. Không gì thích hợp hơn là xây dựng một nhà ga xe lửa. Hàng ngàn công nhân lao động trong 2 năm liên tiếp để tạo ra công trình vĩ đại này. Đó là một dự án xây dựng đô thị mà nước Mỹ chưa từng được chứng kiến. Grand Central trở thành tòa nhà lớn nhất trong thành phố New York và là nhà ga xe lửa lớn nhất cả nước với diện tích lên đến 90.000 m². Tòa nhà khổng lồ cao hơn tất cả các tòa nhà khác ở New York ở thời điểm đó. Hãy ngắm nhìn biểu tượng cho sự khổng lồ và quyền lực của đế chế đường sắt Vanderbilt. Sự lớn mạnh của đường sắt đã đẩy nước Mỹ vào một cuộc xây dựng mở rộng đất nước lớn nhất từ trước tới giờ, dẫn đầu bởi một hạt giống lãnh đạo mới, Cornelius Vanderbilt, một người đã vượt qua bạo lực và chèn ép, xây dựng lên ngôi vị độc tôn trong ngành đường sắt. Giờ đây, ông ta sở hữu 40% các tuyến đường sắt của nước Mỹ, nhưng ông ta muốn nhiều hơn thế. Đây là Chicago, thành phố phát triển nhanh nhất nước Mỹ. Tuyến đường sắt nối Chicago với New York là tuyến đường nhộn nhịp nhất và giá trị nhất thế giới khi ấy. Nhưng nó lại không thuộc về Vanderbilt như nhiều người nghĩ, mà thuộc về một công ty đối thủ của ông, đó là Erie Line. Để hoàn thiện đế chế của mình, ông ta cần giành quyền kiểm soát, nuốt chửng đối thủ của mình nhằm loại bỏ cạnh tranh. Vanderbilt có lợi thế là hàng tỷ đô. Cornelius Vanderbilt có thể là người giàu nhất, quyền lực nhất đất nước, đạt được bất kỳ điều gì mình muốn. Nhưng ông ta không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Cuộc đàm phán mang lại cho Rockefeller cái giá mà anh ta mong muốn, 1,65 đô cho việc vận chuyển một thùng dầu. Nhưng ở phía ngược lại, anh ta cũng cam kết sẽ chất đầy 60 toa xe lửa dầu hỏa cho Vanderbilt mỗi ngày. Tuy nhiên, có một vấn đề quan trọng là Rockefeller không có cách nào cung cấp nhiều dầu hỏa như vậy. Năng suất của anh ta chỉ đáp ứng được một nửa trong số đó. Rockefeller đã thỏa thuận khống, nhưng anh ta biết thỏa thuận với Vanderbilt sẽ là cơ hội mà bất cứ ai cũng đang tìm kiếm. Anh ta chỉ cần tìm cách để sản xuất nhiều dầu hỏa hơn nữa. Đó là một nhiệm vụ khó khăn,
nhưng Rockefeller luôn chiến thắng mọi thách thức trong suốt cuộc đời mình. Rockefeller lớn lên trong một gia đình nghèo ở Cleveland. Là một người trẻ, anh cho thấy năng khiếu kinh doanh mạnh mẽ khi bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ của mình. Là một trợ tá đáng tin cậy nhất của Scott, Carnegie đã giúp ông trong phi vụ này. Hãy ghi nhớ cái tên Carnegie, vì nó sẽ rất quan trọng trong những phần tiếp theo trong hành trình của chúng ta. Rockefeller nhận được một thỏa thuận tốt hơn từ Scott so với thỏa thuận từng đạt được với Vanderbilt. Tất nhiên, chỉ là một thỏa thuận miệng. Rockefeller đã rất khéo léo đẩy hai công ty đường sắt chống lại nhau. Vanderbilt rất tức giận, nhưng không có dầu hỏa, ông ta cũng mất đi khoản lợi nhuận khổng lồ. Chỉ có một cách để đấu lại Rockefeller, đó là ngành đường sắt phải đoàn kết lại. Cùng với Tom Scott, Vanderbilt quyết định tạo thành một liên minh, đồng loạt tăng giá cước tất cả các chuyến hàng chở dầu hỏa. Dầu lửa là thứ mà các công ty đường sắt không thể để mất, vậy nên họ chiến đấu kịch liệt để giành quyền vận chuyển. Rockefeller một lần nữa lâm vào thế khó. Với ngành đường sắt ở trong túi mình, Rockefeller có thể cung cấp cho mọi nhà trên toàn quốc dầu hỏa của Standard Oil. Và trong quá trình đó, ông đã cách mạng cách vận chuyển dầu mỏ mãi mãi. Sau 25 năm, ngành đường sắt là ngành công nghiệp lớn nhất quốc gia, xương sống của nền kinh tế Hoa Kỳ. Không ai có dũng khí hạ bệ nó. Cho tới lúc này, Rockefeller biết nếu không có dầu của mình, đường sắt sẽ gặp vấn đề với sự sống còn. Đây là đòn đánh cược mạnh vào nền công nghiệp, và đối với tất cả, đó là đòn bẩy. Rockefeller đã đẩy Vanderbilt và ngành đường sắt về đúng chỗ mà ông muốn. Vanderbilt và đối thủ chịu áp lực tìm kiếm khách hàng mới và hàng hóa để lấp đầy các toa tàu chạy trên những tuyến đường sắt của họ. Dầu lửa của Rockefeller chiếm tới 40% số lượng hàng hóa đường sắt vận chuyển. Bây giờ thì điều đó đã không còn nữa. Không còn hàng hóa để vận chuyển, đồng nghĩa với không còn tiền. Trong lúc bầu không khí hoảng loạn bao trùm, 360 công ty đường sắt bị phá sản. Vụ sụp đổ kinh tế kinh hoàng đầu tiên của nước Mỹ trong lịch sử non trẻ của mình đã đến. Không có cách nào ngăn chặn hoàn toàn cuộc sụp đổ. Thị trường chứng khoán bị tê liệt và đóng cửa trong 10 ngày liền. Cuộc khủng hoảng năm 1873 lần đầu tiên gây nên sự trì trệ trên toàn quốc gia và không ai biết được phải làm gì với nó. Lần đầu tiên, một lượng công nhân lớn, rất lớn, mất việc. Công nhân bị sa thải, nhưng các ông chủ, họ vẫn sống theo phong cách mà họ quen thuộc. John D. Rockefeller thì lại chẳng mất một giọt nước mắt nào cả. Mọi người đang khóc cho chính mình khi họ phát hiện ra rằng chính họ đang mất việc, bị đuổi khỏi nhà, không lương thực, không hy vọng. Trong khi những công ty lớn nhất quốc gia đang ngắc ngoải, Rockefeller nhận thấy cơ hội thu nạp họ. Ông mua lại các công ty dầu mỏ phá sản mà chẳng với lý do gì. Theo thời gian, khi cơn khủng hoảng qua đi, Rockefeller đã tạo nên một đế chế các công ty lớn nhất Hoa Kỳ. Trong khi Rockefeller mở rộng công ty của mình, đối thủ của ông ta trong ngành đường sắt đang phải vật lộn để tồn tại. Khi 12 tuổi, Andrew đã bắt đầu làm việc cho một công ty đường sắt địa phương ở Pittsburgh. Ở đó, ông ấy gặp chủ tịch của công ty, Tom Scott. Scott thích sự trẻ trung của Carnegie, và Scott thuê cậu bé làm trợ lý cho ông ta. Khi Andrew Carnegie thể hiện được sức mạnh của trí thông minh trong những việc mình chịu trách nhiệm, Scott đã nhận ra đây là con người đáng để bồi dưỡng, đáng để nuôi dạy. Ở tuổi 24, Carnegie đã đảm nhận vị trí giám đốc công ty, làm việc cùng với Scott để nhìn xa trông rộng, mở rộng đường sắt về phía Tây. Để làm được điều đó, Tom Scott cần xây một cây cầu. Cây cầu nối qua sông Mississippi cho phép đường sắt của Scott vươn xa hơn về phía Tây. Cây cầu mà Scott vạch ra sẽ là cây cầu lớn nhất của nước Mỹ, nhưng Carnegie không biết làm sao để xây được nó. Cây cầu bắc qua sông Mississippi sẽ nối phía Đông với phía Tây, điều chưa từng có trước đây. Câu hỏi là làm thế nào để vượt qua sông Mississippi? Cây cầu sẽ phải dài hơn một dặm. Không ai dám xây một cây cầu đường sắt to lớn như vậy, bởi lẽ những vật liệu xây dựng lúc đó rất hạn chế. Nhưng Carnegie biết phải mạo hiểm thì mới thành công lớn. Ông đầu tư mọi thứ ông có vào cây cầu. Andrew Carnegie chuẩn bị cẩn thận từng bước một. Ông tin mình có thể làm được. Thép là kim loại cứng nhất từng được sản xuất vào thời điểm đó, được tạo thành bởi hỗn hợp sắt và carbon ở nhiệt độ hơn 2000 độ.
Vấn đề là nó quá đắt đỏ và rất khó để sản xuất hàng loạt. Kennedy sẽ phải giải quyết vấn đề này như thế nào? Liệu rằng ông có thành công trong việc xây dựng lên một đế chế mới cho riêng mình hay không? Cuộc chiến của những nhà tư bản sẽ còn tiếp tục. Cuộc chiến của những bộ não vĩ đại, lạnh lùng và tàn nhẫn. Hãy đón chờ những diễn biến tiếp theo trong phần 2 của series. Còn bây giờ, video xin phép được dừng lại tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại và chúc các bạn có một ngày tốt lành.